là gì? Tôi tên là Crystal. Bạn tên là gì? Tôi tên là Simon. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 4. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 4. Khi nào là sinh nhật bạn? Tôi sinh ngày 19 tháng 12 năm 2014. Khi nào là sinh nhật bạn? Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm 2014. Nhà bạn có mấy phòng? Nhà tôi có 7 phòng. Phòng ngủ có bếp, giường và đèn ngủ. Phòng khác có đồng hồ, TV và ghép. Nhà bạn có mấy phòng? Nhà tôi có 7 phòng. Phòng nhỏ, phòng ngủ. Có cuối, hàng tư ngủ dùng. Phòng khác có TV, ghép và